Cái gì? Bây giờ mình mới bắt đầu tới quảng trường để đón Tết thành phố Pleiku nha các bạn đây. Ủa mà nhìn đẹp chưa? Nhìn sáng ngày. Sáng gì? Không thiệt luôn, nhìn như sáng ban ngày luôn á. Ờ, sáng đấy. Mang giao thông. We'll be right back.
Tý 2020 đã thực sự gõ cửa muôn nhà. Ta cùng nhau hân hoan chào đón một mùa vui mới mang về bao phúc lộc. Ngày Tết Việt Nam, thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ sang năm mới. Gạt bỏ đi những ưu tư phiền muộn, giang tay đón chào một mùa xuân gọi tràn ngập yêu thương. Tết Việt Nam, Tết chứa đựng cả tinh hoa tâm hồn người Việt từ bao đời. Hoa mai, hoa đào khoe sắc thắm, người người. Good learner.